Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã vào channel, mình là Cà Rốt đây. Video hôm nay dự định mình sẽ nói về bãi dầu trên điều hòa treo tường hay mảnh hở dân dụng. Tuy nhiên mình đã thay đổi định, mình muốn các bạn tìm hiểu về cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy nén qua chu trình làm lạnh của một hệ thống lạnh cơ bản trước khi chúng ta tìm hiểu về cách thức bãi dầu cho hệ thống. Tùy theo công suất của hệ thống và công nghệ áp dụng mà chúng ta sẽ gặp những loại máy nén phổ biến, ví dụ như là máy nén piston, máy nén rotor lăn, máy nén xăng ốc, máy nén trục vít và máy nén ly tâm. Trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về máy nén rotor lăn. Đây là loại máy nén mà sử dụng phổ biến trong điều hòa treo tường hay mảnh hở dân dụng các bạn, có công suất vừa và nhỏ. Ở đây chúng ta có một cái máy nén được cắt vỏ ra như thế này. Các bạn thấy thì bộ phận đứng yên này chính là stator của máy, hay còn gọi là stator đó các bạn. Còn bộ phận quay này chính là rotor của máy các bạn. Stator các bạn có thể hiểu ngắn gọn giống như là một cái nam châm. Khi mà có dòng điện đi qua cuộn dây, nó sinh ra cái lực từ trường làm quay cái rotor này. Stator của máy sẽ gồm hai cuộn dây khác nhau. Cuộn dây thứ nhất nằm ở bên ngoài như thế này, cuộn dây thứ hai nằm bên trong. Chúng được quấn xung quanh loại thép này các bạn. Loại thép được cấu thành từ nhiều lá thép ghép lại với nhau. Stator có cấu tạo từ hai cuộn dây khác nhau cho nên sẽ có tổng cộng là 4 đầu dây. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây thì nhà sản xuất đã đấu sẵn và chờ ra cho chúng ta ba đầu dây như thế này. Nhà sản xuất để đấu như thế nào để cho ra ba đầu dây như thế này á thì mình sẽ vẽ lại cho các bạn dễ hình dung. Ở đây mình đã vẽ minh họa lại hai cuộn dây như thế này. Cuộn dây thứ nhất mình sẽ đặt tên cho nó là R1 và cuộn dây thứ hai mình sẽ đặt tên cho nó là R2. Khi mà nhà sản xuất quấn hai cuộn dây vào loại thép xong các bạn, người ta sẽ tiến hành đấu nối hai đầu của cuộn dây này lại thành một điểm chung các bạn. Điểm này người ta gọi là điểm C. Sau khi chúng ta tiến hành đấu nối hai đầu dây này lại với nhau thành một điểm thì chúng ta sẽ có ba đầu dây các bạn, tương ứng với ba đầu dây như thế này. Khi mà các bạn sử dụng đồng hồ đo, các bạn đo giá trị điện trở giữa hai chân này thì chúng ta sẽ có kết quả đo là lớn nhất. Bởi vì khi các bạn đo giữa hai cái chân này có nghĩa là các bạn sẽ đo dọc theo cái chiều dài này các bạn. Mà cái chiều dài này chính là cái đoạn R1 cộng với cái đoạn R2. Do đó chúng ta sẽ có kết quả đo là lớn nhất. Để xác định được chân nào là chân C trong số 3 chân thì các bạn chỉ việc tìm đo hai cái chân mà cho giá trị điện trở lớn nhất. Từ đó các bạn suy ra cái chân còn lại chính là chân C. Sau khi chúng ta có được chân C, các bạn muốn xác định hai chân còn lại, chân nào là chân S và chân nào là chân R thì các bạn tiến hành làm như sau. Đó là các bạn sẽ đặt một que cố định ở chân C. Que còn lại các bạn tiến hành đo giá trị điện trở ở chân này và chân này. Chân nào mà cho giá trị điện trở bé nhất đó chính là chân R các bạn. Còn chân nào mà cho giá trị điện trở lớn hơn thì đó chính là chân S. Ở phần ở dưới của máy nén, tại vị trí này các bạn sẽ thấy có một cái lỗ, đó chính là cái vị trí bơm dầu của máy. Khi mà máy nén hoạt động, dầu ở phần đáy được bơm lên trên, bôi trơn cho các chi tiết chuyển động bên trong, đồng thời nó cũng sẽ làm mát cuộn dây của máy nén. Tiếp đến là mình sẽ tiến hành mở tất cả những con bù lông giữ ở phần đáy này ra để chúng ta quan sát xem là bên trong nó như thế nào. Ở đây có tất cả là 5 con bù lông, bây giờ mình tiến hành sẽ mở con đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư và con cuối cùng. Sau khi chúng ta tháo bỏ tất cả những con bù lông giữ thì chúng ta tiến hành lấy nó ra như thế này. Đây là mặt trước, còn đây là mặt sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát xem là bên trong nó có những gì nhé. Sau khi mình tháo phần ở bên dưới ra thì các bạn sẽ quan sát bên trong và thấy được như thế này. Ở đây chính là cái piston của máy các bạn. Các bạn lưu ý là đối với piston trên lốc tủ lạnh hay là piston trên xi máy của chúng ta, nó là piston trượt, còn cái piston này là piston lăn nha các bạn. Khi mà máy nén hoạt động thì các bạn sẽ thấy piston nó lăn như thế này. Còn cái phần mà tiếp xúc với piston ở bên ngoài này nè, đó chính là phần xi lanh của máy. Trên xi máy chúng ta hay gọi cái từ đó là phần nòng xi máy đó các bạn. Còn chi tiết này được gọi là tấm ngăn, các bạn cũng có thể gọi nó là tấm trượt. Bởi vì khi mà máy nén hoạt động thì nó sẽ trượt ra trượt vào như thế này. Tác dụng của nó là đỡ nó ngăn cách tách biệt giữa hai buồng, buồng hút và buồng xả các bạn, không cho hai cái buồng này nó thông với nhau. Đối với những máy cũ khi mà cái tấm chặn này nó bị kẹt nó không có trượt ra trượt vào được các bạn, thì nó xuất hiện cái khe hở giữa tấm chặn và cái phần piston bên trong. Khi đó hai cái buồng hút và buồng xả nó sẽ thông với nhau, máy không có tạo được cái áp suất hút và áp suất nén. Trong thực tế thì mình đã gặp vài cái trường hợp nó bị kẹt cái tấm chặn này. Đó là khi các bạn cho máy chạy á, máy chạy với cái dòng rất là thấp, gần như là dòng không tải. Khi đó cái áp suất hút của máy sẽ bằng hoặc là gần bằng cái áp suất ghe tĩnh khi mà máy chưa chạy. Bây giờ mình sẽ tiến hành lôi cái phần piston này ra để các bạn thấy được cái van chặn một chiều bên trong nó như thế nào. Đây là phần piston của máy các bạn. Đây là bên trong, sau khi mình đã tháo phần piston ra, các bạn quan sát kỹ các bạn sẽ thấy được cái van chặn một chiều nằm ở vị trí này. Sau khi ghe đi qua cái van chặn một chiều này thì cái van một chiều này sẽ đóng lại, không cho ghe quay ngược trở lại.
Nếu như mà cái van chặn một chiều này bị hở không đóng kín được do công quên hao mòn theo thời gian hoặc là bị thiếu dầu bôi trơn á, thì máy của chúng ta khi nén lên nó không giữ được áp suất mà nó bị dội ngược áp suất lại. Đây chính là bình tích lỏng của máy. Ở bên trên này là điểm đầu vào của bình tích lỏng. Người ta sẽ bố trí một cái lưới lọc cặn ở phía bên trên của bình tích lỏng, không cho cặn bẩn đi vào bên trong bình tích lỏng. Nếu như mà không có lưới lọc cặn này thì cặn bẩn sẽ vào bên trong bình tích lỏng, sau đó nó sẽ vào bên trong máy nén gây hao mòn, làm giảm tuổi thọ của máy. Đồng thời những cái cặn bẩn này sẽ làm bít tắc vị trí hồi dầu trên bình tích lỏng. Đây là đường ống dẫn ga đi vào bên trong máy nén. Người ta sẽ làm nhô cao lên như thế này để tránh cái trường hợp là ga lỏng đi trực tiếp vào bên trong máy nén. Nếu như vì một cái lý do nào đó mà ga lỏng đi qua dàn lạnh không được hở hơi hoàn toàn, ví dụ như là quạt dàn lạnh bị hư, bị yếu, dàn lạnh quá bẩn, máy chạy đủ nhiệt độ mà không ngắt, khi đó ga lỏng sẽ đi về bình tích lỏng và bị chặn lại ở vị trí này, không cho đi trực tiếp vào máy nén. Khi đó ga lỏng sẽ đi qua tất cả những cái lỗ này và chứa đựng ở bên dưới cái bình tách lỏng. Khi đó máy của chúng ta chỉ hút cái phần hơi bên trên mà không hút phải cái phần lỏng. Khi đi làm các bạn sẽ gặp cái trường hợp là đối với những cái máy cũ hay bị nghẹt cái lưới lọc này. Anh em chúng ta hay sử dụng cái từ đó là nghẹt bầu. Khi mà các bạn gặp những cái trường hợp như thế này thì các bạn có thể xử lý bằng cách là dùng tua vít chúng ta chọc thủng tất cả các vị trí lưới lọc ở các lỗ. Khi đó thì máy nén sẽ chạy lại bình thường. Tuy nhiên, cái cách làm này chúng ta chỉ xử lý tạm thời trước khi thay lọc mới. Đối với máy dân dụng hay còn gọi là máy cục bộ, do không có thiết kế bình tách dầu ở vị trí đầu ra của máy nén, cho nên cơ chế hồi dầu, cái việc hồi dầu sẽ được thực hiện ngay tại cái vị trí phần đáy của bình tách lỏng. Ở phần đáy của bình tách lỏng, nhà sản xuất luôn luôn làm một cái lỗ tròn nhỏ như thế này, mục đích là đỡ dầu khi mà về bình tách lỏng nó sẽ tự động đi vào bên trong máy nén. Thông thường cái vị trí này các bạn sẽ khó thấy bởi vì nhà sản xuất hay đặt ở vị trí bên trong như thế này. Còn đối với cái máy này thì vị trí hồi dầu được đặt ở vị trí này, các bạn để ý kỹ các bạn mới thấy được. Các bạn lưu ý là ga lỏng cũng đi qua vị trí này, tuy nhiên do cái tiết diện quá bí đi, do đó mà cái lưu lượng ga đi qua ít, nó sẽ bay hơi tức thị trước khi đi vào bên trong máy nén. Khi mà chúng ta kiểm tra máy nén và thay dầu cho máy nén thì tốt nhất chúng ta nên tháo dầu ra theo cái chiều đẩy các bạn, như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Còn khi mà các bạn muốn bổ sung dầu cho máy mà các bạn không muốn tháo lốc ra thì các bạn sẽ tiến hành cho dầu vào đường hút các bạn. Trên thực tế có một số trường hợp bị bít tắc cái vị trí hồi dầu ở bình tách lỏng, nguyên nhân là do hỏng cái lưới lọc cặn hoặc là cái bình tách lỏng bị oxy hóa, xuất hiện nhiều rỉ sét bên trong. Khi đó nếu mà chúng ta nạp dầu theo đường hút thì dầu sẽ được lưu trữ lại ở bình tách lỏng, không có hồi vào bên trong máy nén. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát đường đi của môi chất lạnh trong máy nén sẽ như thế nào nhé. Như mình đã nói thì tấm chặn này có tác dụng là ngăn cách giữa buồng hút và buồng xả, không cho hai cái buồng này nó thông với nhau. Khi mà piston chuyển động tới vị trí này, có nghĩa là đang ở chu trình hút. Lúc này các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy thở tích của buồng hút sẽ là lớn nhất và thở tích của buồng xả sẽ là bé nhất. Khi mà piston ở chu trình hút như thế này á thì ga ở bình tách lỏng sẽ đi vào bên trong thông qua cái lỗ tại vị trí này. Chính là cái lỗ này là các bạn, nó sẽ thông với bình tách lỏng như thế này. Khi mà piston quay á thì ga sẽ được lùa theo cái chiều này. Mình xin phép được sử dụng cái từ lùa để cho nó bình dân, các bạn dễ hiểu. Đó, nó sẽ lùa theo cái chiều như thế này các bạn. Đến cái vị trí này và nó nén lên. Do tại vị trí này có tấm trượt luôn luôn khép kín với piston cho nên ga nó không có thông qua cái buồng hút được các bạn, mà thay vào đó nó đi lên ở phía bên trên cái van chặn một chiều và thoát ra ngoài. Cái quy trình cứ lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy là trong video này chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén rotor lăn. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chu trình làm lạnh của một hệ thống lạnh cơ bản trước khi tìm hiểu thêm cái phần bài dầu cho hệ thống. Mình hy vọng video này sẽ giúp ích cho những bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!